Hello, hola, chào mừng các bạn đã quay lại với Ripple FX. Hôm nay làm gì đây? Hôm nay sẽ thông tin tới mọi người một chương trình Airdrop Hot đến từ một dự án Layer 2 ha, ZK Fair. Đây là Layer 2 được hỗ trợ bởi Polygon, Celestia và Lumos. Con này có một đặc điểm là gì? Phí gas của nó sẽ được tính bằng đồng USDC ở mạng ZK Fair các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái chương trình Airdrop nè. Hiện tại là ZK Fair nó sẽ khởi chạy Fairlay 100% mã thông báo sẽ cho cộng đồng cả. Đầu tiên là đợt Airdrop 25% dành cho những người dùng Layer 2, cụ thể là những người dùng ZK EVM, Linea, ZK Sync, Strong. Đặc biệt là ZK EVM các bạn nha. Bởi ZK EVM á, ai sử dụng ở trên mạng đó thì được thưởng rất nhiều tại vì nó ưu tiên hơn các bạn nhé. Ưu tiên hơn so với ba cái Layer 2 còn lại. Rồi phần thưởng và token ZKF thì bây giờ các bạn có thể truy cập vào trang link có đặt sẵn ở phần mô tả video và hệ thống trình bày cho mọi người để kiểm tra cái phần thưởng mà các bạn nhận được. Ví dụ ở đây cái điểm Lumos thì mình được 11 điểm thì sẽ quy đổi ra được bao nhiêu đây token đúng không? À, cái ví này thì tôi không có chơi bên mạng ZKVM không, thì không có điểm nào. Đấy. Rồi này, đối với những cái layer 2 như Linea, Strong rồi ZK Sync thì được bao nhiêu đây, đúng không? Và công việc là gì? Mình sẽ chờ các bạn, chờ tới ngày nó mở ha để tiến hành lem thôi. Nhưng quan trọng á, trọng tâm video ngày hôm nay á, là chia sẻ cho người nhận được Airdrop khủng sắp tới. Cụ thể là sau khoảng gần 24 giờ nữa nó sẽ bắt đầu khởi chạy, gọi là Airdrop Gas các bạn ha, Airdrop Gas. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết chương trình nè. Thật ra con này tôi cũng đã share trong Telegram rồi, đúng không? Cũng lúc mà nó mới ra và đã thông báo cho mọi người rồi thì bây giờ á nó sắp mở lem hay là chương trình khủng của nó sắp chạy thì ở đây mình sẽ chia sẻ chi tiết. Các bạn tham khảo để có thể nhận nhiều nhất có thể. Đúng không? Thì tham khảo nếu mà thấy hợp lý thì làm các bạn nha, tại vì sẽ tốn phí. Cụ thể là gì? Đối với chương trình mà dành cho người dùng Layer 2 là Community Airdrop nè, thì chỉ có 25% tổng cung thôi, có nghĩa là 2 tỷ rưỡi token. Con này tổng cung 1 tỷ. Đấy, còn chương trình Airdrop Gas sắp tới á, sẽ lấy 75% tổng cung. Đúng không? Tương đương với 7 tỷ rưỡi chia đều cho những người tham gia. Thì cách tham gia như sau, thì bây giờ mình sẽ đi vô chi tiết sơ một cái. Tất tần tật mỗi đường link đều có đặt sẵn các bạn nha. Các bạn muốn đọc kỹ thì có thể tham khảo. Đây nó ghi rất rõ nè. Airdrop Gas thì 7 tỷ rưỡi ha, Airdrop cộng đồng 2 tỷ rưỡi. Đây, Airdrop cộng đồng đây. Kéo xuống xem thôi. Đây các bạn, nó ghi rất là chi tiết rồi. Thì các bạn đọc ở mục 2 ha của cái trang chia sẻ như hồi nãy giờ mình cũng tóm tắt rồi cho mọi người. Còn đối với Airdrop Gas là sao? Airdrop Gas thì đợi khi mạng ZK Fair khởi chạy, tức là khoảng 24 giờ nữa. Các bạn càng đốt gas nhiều ở trên mạng ZK Fair thì các bạn càng nhận được nhiều. Và có một điểm lưu ý là gì? Chỉ được tính ở trong khoảng thời gian đầu tiên khi cái mạng khởi chạy cho tới khi đạt được 3 triệu phí gas, 3 triệu đô phí gas ha, và chương trình nó ngưng lại. Sau thời gian đó các bạn đốt thì các bạn sẽ không được chi quỹ thưởng nữa. Thì đối với kèo này anh em nào mà muốn đốt gas thì tranh thủ ha, lúc mà nó vừa khởi chạy xem thời gian đếm ngược này ha, vừa chạy về không cái tiến hành quất liền, đúng không? Mình sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ tới đó mình tiến hành mình đốt thôi. Đốt bởi vì thì các bạn thực hiện giao dịch đi swap, đi send, đi gửi gì đó tốn phí gas, đúng không? Tốn phí gas thì và đã tham gia chương trình rồi và tốn càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều. Nào giờ là thường là đi tham gia đi swap này nọ là hy vọng ra rẻ đúng không? Nhưng mà đối với đợt này và hy vọng ra cao các bạn ha, hơi ngược đời một tí. Rồi thì ở video này mình sẽ chia sẻ mọi người những cái bước chuẩn bị, cũng đồng thời về thêm những cái nơi để cho các bạn có cái chỗ mà đốt ga ha. Chứ nhiều khi nói đốt ga mà không biết đốt ở đâu, lấy cái quẹt sạc đốt đúng không? Rồi tiếp đến là gì nữa? Thêm một vài chương trình liên kết nữa đối với những dự án khác. Ví dụ như những cái sàn, những cái cây cầu khác ha, cũng đang có chương trình đối với ZK Fair này, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm luôn. À, đầu tiên nói về cái này trước đi. Đối với những bạn mà người dùng Layer 2 á, đủ điều kiện nhận Airdrop của 25% á, thì các bạn vẫn có thể nhận miễn phí hoàn toàn ha. Công việc của bạn là gì giờ là làm gì? Các bạn sẽ truy cập Discord của thằng ZK Fair này và tiến hành đi vòi ở trong một file set.
vòi được 0.1 đồng USDC ở mạng ZKP. Tuy là nó không có giá trị gì nhiều các bạn, nhưng mà phải có cái hàng USDC ở mạng ZKP các bạn mới có phí ga để các bạn lem những cái airdrop mà các bạn nhận được ha. Đó, đối với các bạn không muốn tham gia gì thêm ở bên mạng này thì các bạn tiến hành đi vòi thôi, đợi cho airdrop mở rồi lem, không biết sàn bán đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục chương trình tiếp theo là airdrop phí ga ha, nói rồi, lát nữa thì chia sẻ làm chi tiết sau. Rồi tiếp đến là gì nữa, chương trình liên kết đối với cái sàn AllFinance. Đây là một cái cầu chứ, một cái cầu. Thì đối với chương trình này các bạn tiến hành bridge và cầu từ bất kỳ mạng nào đi vô mạng ZKP, có nghĩa là cầu đồng USDC các bạn. Có thể là cầu từ những cái layer khác cho rẻ như ZKSYN hay là gì đó, hay Arbitrum này kia đó, cầu vào để nhận cái chương trình này và thời gian nó chạy. Và bắt đầu từ ngày 20 tháng 12, có nghĩa là hôm nay đã làm được rồi. Thì phần này mình cũng có đặt cái link cho mọi người luôn. Khi các bạn cầu vào hoàn thành nhiệm vụ, các bạn tiến hành lem OAuth Galaxy để chứng nhận ha. Thì có thể sắp tới các bạn sẽ nhận được airdrop của thằng Âu này nữa. Rồi, một tiếp đến là Ivan Swap sẽ mở lem NFT vào ngày 20 cho đến ngày 23 ha. Rồi sẽ Bitget quá vẹt nè, nhưng mà mấy cái này thôi tôi cũng không đam mê mấy. Rồi quan trọng hơn nè, thằng Orbiter, ngày xưa cũng có video săn airdrop của thằng Orbiter rồi, nhưng mà hiện tại đang có chương trình là mở vào ngày nào, từ ngày 20, có nghĩa là hôm nay mình vẫn làm được luôn ha. Cầu sẽ sử dụng cầu Orbiter re những cái token re làm USDC ở những mạng khác đi vào mạng ZKP để nhận điểm, điểm là điểm Orbon, Orbon là điểm của Orbon và điểm của thằng Orbiter các bạn nha. Đây, chương trình nó hiện ở trang chủ luôn nè. Ví dụ như thực hiện một lệnh cầu từ một mạng bất kỳ, không? Nhận được 5 bon, tiếp đến thực hiện thêm phát nữa 5 bon, rồi nếu mà có 2 TX thì 12 bon. Nó cứ vậy tính lên, các bạn đọc theo cái chương trình của nó làm theo thôi. Nếu nếu mà các bạn muốn lấy điểm của thằng Orbiter này thì cày hết vô đây ha. Còn không thì cày được nhiêu thì cày. Rồi bây giờ tôi sẽ tập trung vô cái gì, tập trung vô nhận cái chương trình airdrop của thằng ZKP nè. Cái này là việc quan trọng, 75% tổng cung lận. Nó hay một cái bởi vì các bạn chạy rất là phe ha, rất đẹp, chơi rất đẹp. 3 triệu, chỉ 3 triệu phí ga đầu tiên thì cái này tránh là gì, tránh nhà giàu chiếm hết đúng không. Bây giờ theo hình thức là FCFS, first come first service, ai đến trước phục vụ trước thôi. Bây giờ giả sử có thật là nhiều tiền nhưng mà cũng không có đủ thời gian để thao túng hết, để đốt hết, để ôm được cái quỹ airdrop này đâu, do cộng đồng người ta vẫn đốt mà. Đó, đó là vậy. Thì mình thấy rất là công bằng ha, nên bây giờ mình sẽ chuẩn bị trước. Ngay bây giờ tôi sẽ sử dụng cầu Orbiter tại video này luôn. Lý do tại sao? Chuẩn bị sẵn phí ga ở mạng USDC, chuẩn bị sẵn USDC và phí ga ở mạng ZKP ha, để ngày mai chiến thôi. Bây giờ sẽ sử dụng cái ví này làm để tôi swap sang cái đồng USDC cái đã. Ồ, sao chưa có tiền hả? Anh em đợi một tí ha, để tôi nạp tiền vô đây cái đã. Tiếp tục, giờ phải swap ETH ở bên mạng ZKP xin còn ha, swap sang USDC, sau đó dùng USDC này cầu vào mạng ZKP để làm ga, đúng không? Giờ swap vô đây hả, trượt giá gì không, 0.1 auto rồi, quốc. Các bạn nếu mà ở trên ví mạng Arbitrum hay FT gì đó, OB, mạng nào có tiền thì các bạn sử dụng mạng đó cầu qua thôi. Còn không thì thích sử dụng cầu chính cũng được, nhưng mà thôi xài cầu chính làm gì, tốn phí đúng không, phí cao. Trong khi đợt airdrop này mình không có săn cái kiểu đó, phải không? Đợt airdrop này nó công khai hết rồi, 75% đốt ga trên mạng nó là được. Khi mà các bạn cầu như vậy và ga các bạn tốn ở cái mạng mạng nguồn, ví dụ tôi đang cầu, giả sử cầu từ ZKSYN qua thì bạn đang tốn mạng ZKSYN chứ không phải là tốn ở mạng ZKP ha. Như vậy hiện tại chương trình cũng chưa mở, ý là mở rồi thì nó cũng không có được gì, nên chuyển đô vô mạng ZKP đi, rồi mai chương trình mở rồi mình muốn chiến như mình chiến
thích thì mình cầu ngược lại đó, cái bước cầu ngược lại từ ZKP ra những mạng khác, và cái đó đang đốt ga trên mạng ZKP. Sao không xác nhận trên ví gì trơn vậy? Mạng ZKSync đang bị bắt à? À, dừng đợi một tí các bạn. Có thể mạng ZKSync đang bị dính mấy cái vụ khắc chữ ha, nên nó hơi bắt. Tiếp tục, bây giờ swap thôi. Nó lấy USDC xong, bây giờ mình sẽ sử dụng cầu Orbiter để chuyển cái USDC sang mạng ZKFair. ZKFair Connect ví. Nãy giờ cái ví Meta của tôi bị lỗi, tôi phải đổi qua ví OKX. Bây giờ cầu USDC ha, chọn USDC mạng mạng ZKSync, chuyển qua ZKFair để xem phí cao không các bạn. Phi 1.2 đô cũng rẻ, không đến nỗi ha. Rồi mốt. Rồi như vậy là mình đã có ga ở bên mạng ZKP rồi. Và công việc tiếp theo là gì? Chờ, chờ đợi. Chờ tới ngày nó khởi chạy thì mình sẽ tiến hành truy cập những cái sàn desk của nó để mình đốt ga. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ những sàn desk trên mạng ZKP cho mọi người tham khảo. Các bạn sẽ truy cập tại trang Aerobe ngay mục Ecosystem nè. Bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy những cái dự án mà liên kết với nó phát triển ở trên nó. Connect ví. Đây các bạn. Ví dụ như hàng size swap hiện tại cái tình trạng là gì? Live on mainnet mà hiện tại đã khởi chạy trên mainnet rồi, nhưng mà bây giờ các bạn thích thì các bạn ghé swap thử dạng như là demo trước ha, để khi mà nó khởi chạy không bỡ ngỡ một hai lệnh gì đó thôi. Còn muốn đốt thì đợi khi nào mà cái thời gian điểm ngược á của Aerobe á nó bắt đầu thì mình sẽ tiến hành đốt ha. Một là sidewap nè, orbiter và cái cầu mình vừa sử dụng lúc nãy. Hai là Izumi, thằng này có hỗ trợ mạng ZKSync luôn, nhưng mà mình sẽ đốt trên mạng ZKFair các bạn nha. Đây những cái dự án nào mà nó live on mainnet á thì các bạn sẽ thử nghiệm ở trên đó để đốt ga. Còn không nữa thì các bạn đè một sàn và các bạn đốt thôi. Ví dụ như thằng Izumi hoặc sidewap này thôi. Không, cứ swap liên tục, đó là tình trạng muốn đốt ha. Và anh em lưu ý là gì, khi các bạn đốt ga thì giả sử mà dự án nó phát token mà không như mong đợi á, thì cái phí ga đó nó giống như là có thể bị lỗ các bạn nha. Thì đối với kèo này mình cũng hay giỡn ở trong Telegram á, là gọi là gì, nói thì Aerobe phí gas nghe vậy thôi chứ thực tế thì cũng có vẻ hơi giống cái hình thức IDO các bạn ha. Thay vì bình thường IDO là bán mã thông báo, quỹ bán với giá bao nhiêu đó và tổng cái bull bao nhiêu, còn ở đây bạn nó kêu chương trình đốt ga cho đến 3 triệu đô và kết thúc thì cũng giống như mở bán 3 triệu đô theo hình thức FCFS ha. Nhưng mà có điều dự án không có ăn hết 100%, cái tiền ga này sẽ đi đâu? Đi vô một phần và để phí nền tảng, phí của dự án, không một phần khi các bạn sử dụng ví dụ như sidewap thì mà chi một phần ở cho cái dự án này đấy, và tiếp đến là thợ đào. Wow, chứ dự án không ăn hết thì nói chung là mình thấy nhìn nhận á, một chương trình nó đang ra cái chương trình rất là fair, chơi đẹp á các bạn. Thì đây là một trong những kèo theo mình nghĩ rất đáng để thử, và anh em cân vốn cân bon chi với số vốn vừa phải ha, để thử giống như một hình thức đầu tư thôi các bạn. Còn ai không thích đốt ga cho chương trình 75% này á thì cứ lên Aerobe 25%, lên thì hoàn toàn miễn phí, ga nó cũng cho mình vòi rồi, vòi đồng USDC đúng không, vòi được 0.1 và nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, và sau đó các bạn lem về bạn bán thôi. Rồi như vậy là xong ha, ngày mai chiến. Anh em có thắc mắc gì thì comment và chia join kênh Telegram và Twitter thì join kênh ủng hộ kênh với đây lại, đồng thời nhận tin nhanh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.